Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với Nguyễn Công PC. Chúng ta đã rất gần đến ngày 24 rồi, anh em biết ngày 24 là ngày gì không? Ngày 24 là ngày ra mắt của Intel thế hệ 15 và hôm nay chúng ta hãy cùng bàn luận thử xem là anh em sẽ kỳ vọng gì, chính xác gì về Intel thế hệ 15 và liệu có nên nâng cấp không nhá. Bắt đầu video. Và ok, đầu tiên thì chúng ta cũng cần phải nói về những thứ chính xác nhất ở trên thế hệ thứ 15 Thật ra là đợt trước mình đã có một cái video gọi là những cái điểm mình mong muốn về Intel thứ 15 nó sẽ làm được rồi Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng confirm và xác nhận lại những cái tin đấy Đầu tiên chúng ta sẽ có thêm một tin mới, đó chính là NPU Thực ra là mình không nghĩ là NPU sẽ mang lên desktop đâu Nhưng mà năm nay trên thế hệ thứ 15 còn Ultra đấy Thì sẽ có NPU Và cái NPU này nó sẽ có lợi gì thì thực ra là nếu như anh em chưa bao giờ sử dụng tính năng AI hoặc là không áp dụng AI nhiều ấy thì anh em sẽ thấy nó không có khác biệt Nhưng nếu như anh em nào làm việc về AI, làm về những cái phần mềm AI nhiều ấy thì anh em sẽ thấy là cái Enpool này nó support cho rất là nhiều Ví dụ như là cái kiểu anh em generate hình ảnh nó nhanh hơn này, nó mượt mà hơn này hay là anh em trên AI, thực ra trên AI thì nghe là hơi quá Nhưng mà về cơ bản tất cả những cái ứng dụng đã có tính năng AI ở trong app của họ rồi ấy thì khi mà anh em có NPU nó sẽ support tốt hơn thì cái điểm này nó sẽ cực kỳ lợi thế đặc biệt nhá mình thấy mấy ông kiểu hay sử dụng AI để làm content này hay là làm AI generate hình ảnh kiểu mới kiểu sáng tạo ra những hình ảnh mới nó sẽ có thời gian nhanh hơn thì đấy là một điểm hay ở trên con cái thứ hai là những cái mà mình mong chờ về eGPU thì bây giờ nó đã thành hiện thực thực ra là mình đọc thông số xong ấy thì mình thấy nó không có cải thiện sức mạnh lên quá nhiều Nhưng nó lại support rộng hơn Cụ thể đây là những định dạng mới Và cái mình quan tâm nhất đó chính là AV1 Anh em cũng biết là đợt trước mình đã làm một video về con AV1 rồi Thì đấy là một cái định dạng tối ưu hơn cho bọn mình làm video nó mang một chất lượng rất là tốt nhưng mà dung lượng nén lại thì nó lại rất là nhỏ thì đấy là một cái rất là hay cho anh em mình để có thể lưu trữ nó đơn giản hơn không cần phải nhiều quá ổ cứng cầu kỳ ngày xưa thì nó chỉ support ở trên những dòng RTX 3000 đổ lên thôi nhưng bây giờ eGPU của chúng ta cũng hỗ trợ và anh em cũng biết đó chính là cái NVNC và Intel Quick Sync nó đi với nhau rất là tốt bây giờ cả hai cái GPU rời và GPU tích hợp nó đều support thì như vậy nó sẽ làm cho anh em có một cái gọi là airflow làm việc nó trôi chảy hơn này render hay là anh em preview nó cũng sẽ mượt mà hơn rất là nhiều thì đấy cũng là những cái mà mình cảm thấy là không phải anh em nào cũng cần nhưng mà một khi đã cần thì cảm thấy rất sướng tiếp theo là cái thứ ba nhé và cái thứ ba mình nghĩ là sẽ rất nhiều anh em quan tâm này đầu tiên đó chính là con trong con cpu ấy anh em sẽ có l 3 tech to hơn cụ thể ở đây nó là 36 mươi anh em thấy không Mặc dù là vẫn chưa bằng 3D v cách của em đi đâu Nhưng mà nếu như anh em là một người fan đội xanh Anh em cần một con CPU chơi game tốt hơn Nhưng anh em không muốn sang em đi Thì bây giờ chúng ta đã có một lượng L3 cách tốt hơn Mặc dù là không nhiều đâu Nhưng mà nó vẫn sẽ cải thiện cho anh em Ở trong những game FPS cực kỳ ngon Tại sao mình lại nói chỉ FPS Bởi vì là hầu hết anh em chơi FPS Sẽ chơi màn hình Full HD mà Thì cái việc việc L3 cách này, này Nó sẽ ảnh hưởng nhiều đấy Ngon đúng không? Chơi game sướng hơn là được ừ. rồi Ok, và còn một cái nữa Đó chính là anh em có thể thấy là Intel thế thứ 15 đặc biệt là những dòng con cha to nhiều là con cha 9 này hay con cha 7 ấy, nó đã bỏ đi hoàn toàn siêu phân luồng nghĩa là anh em sẽ không còn cái lượng nhân x2 lượng luồng giống như ngày xưa nữa nhưng mà thực ra là chỉ có pico thôi đấy thì bây giờ không có cái lượng siêu phân luồng đến nữa thì đặt ra câu hỏi là liệu hiệu năng nó có tốt không thì theo những, những bài test ở trên mạng mình có thấy họ đã lịch ra rồi ấy không hề nhá nhìn thì tưởng là giảm đi nhưng không phải bởi vì họ đã tối ưu từng nhân một tốt hơn lượng điện năng tiêu thụ cũng tốt hơn này xong là sung cũng ok này và IPC nó cũng cao hơn thế nên là hiệu năng chung đa nhân nó lại còn vượt trên cả những cái dòng thế hệ thứ 14 cụ thể đâu đó khoảng là 15 phần thì anh em thấy ấy, mặc dù là năm nay không phải là một cuộc cải cách giống nhiều từ 11 lên 12 hay là từ 12 lên 13 nữa nhưng mà chúng ta vẫn có một lượng hiệu năng tốt hơn và xứng đáng hơn trong cái tầm giá của nó thì đấy là một cái rất hay trong khi nhá Đấy mình luôn luôn muốn nhấn mạnh cái việc là Intel đã giảm điện đi khá là nhiều rồi Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có một cái hiệu năng tốt hơn Như vậy rất là ngon đúng không Rồi ok Thì đấy là những cái gì mà mình đã xác nhận được Từ Intel thế thứ 15 Họ đã có những cái đấy rồi Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là Ai sẽ là những người cần nâng cấp lên Hoặc là gọi là nâng cấp lên thế thứ 15 Một cách xứng đáng ấy Thì nếu như anh em đang sử dụng thế thứ 12 13, 14 Vẫn ngon nghĩa là kiểu chả có vấn đề gì với cái 12 13, 14 ấy. Thì anh em hoàn toàn chả cần phải nâng đâu bởi vì là mặc dù là có cải thiện hiệu năng đấy nhưng mà nó không nhiều, chỉ đâu đó khoảng 10 15% thì mình thấy nó chưa nhiều và cũng không xứng đáng. Với cái giá tiền anh em bỏ ra thật sự nó ngang bằng với cả thế hệ thứ 14, cái mức giá nó ngang bằng. Thì uh, chả biết gì nâng cả anh em đang có một bộ dùng ổn định rồi, anh em đã fix được hết những cái lỗi phần cứng crash các thứ rồi thì không cần thiết phải nâng bởi vì là 12 đã tốt rồi, 13 đã tốt rồi và 14 nó cũng vẫn tốt rồi. Thế nên đừng nâng nhá quan trọng là nếu như anh em bác rét vừa đủ thôi, còn nếu mà anh em mà nhiều tiền thì chỉ mình chịu. Anh em có tiền thì anh em cứ nâng thôi. Còn với mình thì lời khuyên đó chính là không nâng. Còn với những anh em mà đang sử dụng thế hệ thứ 10, thứ 11 hoặc cũ hơn nhá thì nâng lên tầm này là xứng đáng bởi vì lên Core Ultra thế thứ 15, anh em đã fix được cái tình trạng quá điện của thế hệ thứ 14 cái lúc mà đâu đó khoảng nửa năm trước bắt đầu xảy ra đấy thì bây giờ nó đã fix được hoàn toàn tình trạng đấy. Anh em có được một con CPU ăn ít điện hơn nhưng mà lại mạnh như vậy nó rất là ngon dành cho anh em luôn vậy thì anh em thấy sao về con ôn tra thêm thứ 15 sắp tới ngày 24 10 giờ tối bọn mình sẽ có những cái video đánh giá chi tiết những dòng kiểu con tra 7 hay là con tra 5 nhớ theo dõi nhá và đặc biệt phải bấm chuông kênh của mình nữa còn bây giờ thì xin chào anh em lại